có phải là đây không ấy nhỉ? Ông này, này, xe của tôi mà, trả xe của tôi. Cửa cá. Đây, đứng lại đó. Này, nhất định phải lấy lại xe đây. Này, sao rồi, còn lấy lại được xe không? Ông bị hâm à, nó chạy xe nhanh như thế, làm sao mà tôi đuổi kịp? Thôi chết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Xe đấy tôi đi thuê đấy. Mà cũng ông nữa, bày vẽ làm cái gì? Lên đến bến xe thì cứ bảo tôi cho tài xế ra đón. Bày đặt thuê xe cho tốn kém, bây giờ mất cả xe rồi đấy. Thì tại tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho ông. Với lại tôi cũng muốn thuê một cái xe đi lại cho thoải mái, lượn ngắm phố tí. Ai ngờ mà bây giờ phải làm sao? Vẽ chuyện. Mà thôi, không sao đâu, đừng có lo lắng quá. Tôi cũng nhớ biển số xe rồi. Lát nữa tôi lên bảo trợ lý cho người đi tìm lần theo biển số xe. Nếu mà được như vậy thì tốt quá. Có gì chăm sự nhà ông nhá, chứ không thì tôi chết mất. Thôi, được rồi, để vào phòng ngủ uống nước trà đi. Thế đi. Sao rồi? Có tin tức gì không? Không. Người của tôi tìm khắp nơi rồi, nhưng mà không tìm được chiếc xe nào có biển số đó cả. Phải làm sao bây giờ? Tôi thuê xe có một ngày thôi. Sắp hết hạn thuê xe rồi. Phải trả xe cho họ trước 6 giờ chiều. Mà bây giờ cũng gần 5 giờ rồi còn đâu nữa. Nếu mà không có xe để trả, tôi phải đền tiền đấy. Ông đừng cuống, chắc không đến nỗi thế đâu. Chủ tiệm biết đâu là người dễ tính thì sao? Nhưng mà... Nhất thời, người của tôi không thể tìm ra. Nhưng mà 1-2 ngày chắc không thành vấn đề đâu. Có thể là tên trộm đang giấu xe ở đâu đó. Sớm muộn gì cũng sẽ đem ra mà bán thôi. Nhưng mà tôi sợ chủ quán nó không đồng ý. Không sao đâu, cứ thử xem sao. Có tôi đi với ông mà lo cái gì? Được rồi, nếu mà như vậy thì nhờ ông nhá. Anh Cường về rồi đấy à? Xe tôi đi thế nào? Có thoải mái không? Anh này hỏi hay. Xe nhà mình là xe xịn xe sang, đi không thoải mái thì còn đi xe nào thoải mái nữa? Anh này, xe của anh bị trộm mất rồi ạ. Cái gì? Xe của tôi ai lấy trộm cơ? Anh đi xe kiểu gì mà để bị trộm được? Ôi giời ơi, cái xe xịn nhà tôi bây giờ phải làm thế nào đây? Cho tôi xin lỗi hai người nhá. Tôi cũng đi tìm cả ngày hôm nay rồi mà không thấy. Xin lỗi là xong à? Mất xe ấy, phải đền tiền 80 triệu. Xe gì mà đắt thế? Cảnh đi ăn cướp đấy à? Trong quy định tôi đã biết rõ, nếu như các anh làm mất xe thì phải đền tiền bằng giá trị của xe. Mà mày là thằng nào? Tôi là bạn của cô ấy. Tôi là Cường, chủ tịch của công ty SVM. Hy vọng là hai người có thể cho bạn tôi thêm thời gian để tìm xe. Anh mà là chủ tịch của công ty SVM á? Này, nói như vậy con đi lên ba nó tin à? Nếu như mà anh có một người bạn là chủ tịch công ty SVM á, thì tội gì phải tới đây thuê xe? Thuê xe làm gì? Thuê xe để tiết kiệm tiền à? Ai nói là có bạn là chủ tịch thì không được đi thuê xe à? Chẳng qua là tôi không thích làm phiền bạn tôi. Tôi thích tự lái, vi vu dạo phố, cho nên là tôi thuê xe, có gì lạ đâu. Mặc kệ có phải là chủ tịch của SVM hay không, vấn đề mất xe thì đền tiền đấy. Anh này, mong anh cho tôi thêm thời gian. Nhất định tôi sẽ tìm được xe về cho anh. Chứ bây giờ đền tiền như thế, sự thật là tôi không có đủ tiền. Tao chờ mày ấy, thì ai chờ tao?
Chẳng phải anh là chủ tịch công ty FVM à? Chẳng lẽ chủ tịch mà lại không có đủ 80 triệu để đền hộ bạn mình? Tất nhiên là tôi có thể trả, nhưng mà tôi muốn hai người cho bạn tôi thêm thời gian. Nếu sau 2 ngày bạn tôi vẫn chưa tìm được xe, tôi sẽ đền tiền cho hai người. Không được, bây giờ tao cho nó thêm thời gian, nhỡ mày nó trốn mất thì sao? Ai đền tiền cho tao? Nói tóm lại ấy, đền tiền đi, rồi đi đâu thì đi. Mong anh cho tôi thêm 2 ngày, nhất định tôi sẽ tìm được xe mà. Rốt cuộc là bây giờ bọn mày có đền tiền không? Hay là để tao gọi đàn em ra? Hai thằng đâu? Này, các anh định làm gì tôi đấy hả? Làm gì à? Làm gì thì từ từ mày biết thôi. Cho nó một trận cho tao. Khoan đã. Trả tiền thôi chứ gì. Tôi trả. Sao mày không nói sớm? Nói sớm có phải hay hơn không? Này, rồi đấy, kiểm tra đi. Ông không cần phải trả giúp tôi đâu. Tôi cũng trả được mà. Ok, đủ rồi. Không sao đâu, dù gì chuyện này cũng liên quan với tôi mà. Về thôi, đừng ở đây dây dưa với loại người này nữa. Không tiện. Khoan đã. Sao thế? Tôi quên chưa lấy chứng minh. Ông chờ chút để tôi vào lấy đã. Có cần tôi đi cùng với ông không? Thôi, chỉ là vào lấy chứng minh thôi mà. Chắc là họ chẳng làm khó gì đâu. Ông cứ chờ đây đi, tôi vào lấy đã nhá. Có gì gọi tôi nhé. Được rồi. Phải công nhận là chồng em giỏi thật đấy. Làm bao nhiêu phi vụ rồi mà vẫn không bị ai phát hiện ra. Chuyện còn phải nói. Anh không dùng mưu như thế thì lấy đâu tiền cho vợ đi shopping chứ. Mà công nhận là cái bọn khách du lịch ở xa tới đây, nó ngu mà dễ bị lừa thật đấy. Nó cứ nghĩ rằng nó bị cướp xe thật, nhưng mà nó đâu biết đấy tất cả đều là do anh dàn dựng ra để bắt nó đền tiền. Thì phải thế chứ. Bây giờ ấy, phải đánh vào bọn khách du lịch. Tại vì nó là người ở xa đến. Nó vừa sợ phiền hà, còn lại còn sợ chúng ta đánh nó nữa. Nên giải quyết nhanh là phải đưa tiền ra thôi. À mà này, anh đã cất kỹ chiếc xe chưa đấy? Không lỡ mày nó báo công an, công an lần ra là toi đấy. Em cứ phải lo. Xe ấy, anh đổi biển số rồi. Biển đấy chỉ là biển giả thôi. Hơn nữa, làm như thế này, bọn nó có gọi FBI đến đây ấy, thì cũng không tìm ra được đâu. Em quên mất, biển số thật em đang cất ở trong tủ cơ mà. Ai đây? Này, các anh làm gì đấy à? Mày quay lại đây làm gì? Tôi quay lại đây để lấy căn cước. Không ngờ lại phát hiện ra bí mật của các người đấy. Thì ra anh chính là tên trộm xe đấy à? Thì làm sao chứ? Mày sẽ tố cáo tao à? Bằng chứng ở đâu? Tôi đã quay lại hết tất cả rồi. Tôi sẽ tố cáo các người. Cứ trò mà gặp công an đi. Đứng lại. Này, các người thì làm gì đấy à? Mày hỏi bọn tao muốn gì á? Tất nhiên là muốn cái điện thoại của mày rồi. Đừng có hòng, tao không đưa. Không đưa à? Này, buông tôi ra. Làm gì đấy hả? Đây. Mày nghĩ mày có thể cầm bằng chứng này mà đi ra khỏi đây được à? Đang còn non và xanh lắm cưng ạ. Này, các người thì làm gì đấy hả? Làm gì á? Phá đá! Ai cho các người hành hung bạn của tôi đây? Bọn mày đến đây từ khi nào đây? Một lúc thấy ồn ào nên tôi vào xem thế nào. Ai cho phép các người đánh bạn tôi đây?
Thì đã sao chứ? Chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà thử luôn hai đằng cho tao. Thử xem. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Bọn nó lừa đấy. Vào. Đây. Đây nào. Cảnh sát tới rồi đấy. Có giỏi thì đánh đi. Anh ơi, cảnh sát tới rồi kìa. Em không muốn ngồi tù đâu. Còn không bao trả điện thoại cho bạn tôi. Anh Cường, anh tha cho bọn em ạ. Bọn em biết bọn em sai rồi. Anh đừng giao video này cho công an. Không, vợ chồng em đi tù bọt công đấy ạ. Không phải dây dưa với hạng người này làm gì. Tôi đưa ông đi kiểm tra thương tích. Chuyện ở đây cứ giao cho thư ký của tôi. Chủ tịch về trước đi ạ, ở đây cứ giao cho tôi. Đi thôi. Ôi giời, làm sao bây giờ? Ngồi tù đấy.